Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án và triển khai các công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định phục vụ kỳ thi. Dự kiến trong thời gian diễn ra kỳ thi này, công suất cực đại hệ thống điện thành phố Đà Nẵng có thể lên đến 560 MW. Điện lực Đà Nẵng đã chủ động liên lạc với các đơn vị liên quan, nắm thông tin về thời gian và địa điểm các hội đồng in sau đề thi, các điểm thi và chấm thi. Trên cơ sở đó, công ty chuẩn bị phương thức vận hành nguồn lưới điện đảm bảo an toàn liên tục trong điều kiện bình thường và trong tình huống có sự cố, đồng thời phối hợp với công ty truyền tải điện 2, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung không thực hiện các điện công tác làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện tại các điểm in sao đề thi coi thi chấm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi này. Đến nay, các điện lực trực thuộc công ty cũng đã hoàn thành công tác vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra tình hình mang tải của máy biên áp phân phối, đường dây hạ thế, automat của các trạm biến áp cấp điện cho 29 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng với 151 phòng thi và 48 phòng chờ cho 13.133 thí sinh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Công ty Mua bán Điện, Ban Quản lý Dự án Điện 123, Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN, các công ty nhà máy điện trực thuộc EVN, các ban của EVN yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra thiếu điện. Nội dung này được EVN chỉ đạo sau khi Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản về công tác cán bộ tại tập đoàn EVN trong đó có nội dung yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra các vấn đề trong điều tiết cung ứng điện và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua đối với các cán bộ. Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam của Liên Chiểu vừa tổ chức ra mắt 4 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 28 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập gồm 5 đến 15 hộ cá nhân có nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ liền kề nhau các hộ tham gia mô hình đã lắp đặt chuồng báo cháy ở khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường, được hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Các mô hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, đường cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo phương châm bốn tại chỗ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy nổ xảy ra. Thời gian đến, phường Hòa Hiệp Nam sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn phường. Ngay sau lễ ra mắt, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận tổ chức thực tập công tác chữa cháy tại khu dân cư Xuân Thiều 10.